Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Điện thoại Vui TV. Các video trước thì các bạn xem thì mình sẽ sửa chữa trên thay thế và sửa chữa trên iPhone rất là nhiều. Thì một số bạn thắc mắc là tại sao mình chỉ sửa chữa trên iPhone mà không sửa chữa trên Android. Hôm nay chiếc điện thoại Huawei GR5 2017 của mình bị phù pin. Và mình sẽ thay thế, thay vì thay thế riêng thì mình sẽ làm clip chia sẻ với các bạn luôn về các bước để thay thế pin trên Huawei GR5 2017. Tiên mình sẽ tắt nguồn. Ở trên dòng Huawei cũng tương tự như Xiaomi thì mở nắp lưng thì không sử dụng ốc vít. Không sử dụng ốc vít cho nên là mình phải biết được chỗ nào có thể tách ra thì mình có thể tách. Ở đây mình sẽ tách phần dưới. Các bạn lưu ý không tách phần trên, nếu tách phần trên này sẽ là tách phần màn hình. Còn mình tách là tách phía bên dưới. Các bạn có thể sử dụng tool, nhưng mà mình sử dụng móng tay để dễ thao tác hơn. Rồi, sau khi mình tách được cái vỏ thì mình sẽ tháo ra. Rồi, các bạn để ý đây là phần cảm biến vân tay. Khi tháo ra thì nó sẽ có cộng cáp ở đây. Không nên dở quá tay, nó sẽ ảnh hưởng đến cộng cáp. Mình sẽ tháo cái phần này ra trước. Đầu tiên là khu vực nắp tre. Cục pin này rất là phù. Máy này còn zin luôn, chưa mở lần nào. Đây, socket nó dính vào nên nó đã bung lên luôn. Đây là socket pin. Tách phần này luôn. Ở đây mình có nước tẩy keo, mình sẽ sử dụng cách này để an toàn. Mình sẽ cho một lượng nước vừa phải, không cho nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng tới màn hình. Ở đây Huawei sử dụng rất nhiều keo để dán, mình sẽ bỏ hết lớp keo này luôn. Đây mình có pin mới, một cục rất mập và một cục rất ốm. Rồi tiếp theo, mình không sử dụng keo cũ mà dùng keo mới, loại keo tương đương dùng trên iPhone. Để khi mình cần thay pin hoặc là thay vỏ thì sẽ dễ lấy keo hơn. Loại keo này cũng không tốn nhiều không gian nên mình khuyến khích các bạn sử dụng keo này. Sau khi gắn keo, mình tiếp tục gắn pin. Cái phần cáp này nó sẽ nằm vòng bên trên. Để hạn chế rủi ro thì pin mình sẽ gắn sau cùng. Test máy thử trước khi gắn nắp. Đây, sau khi mình thay pin thì cáp đã dư ra được một chút. Rồi, máy đã nhận pin. Rồi tiếp theo mình sẽ hoàn thiện máy. Ở đây, sau khi thay, bên trên sẽ có một khoảng trống và bên dưới cũng có một khoảng trống để phòng trường hợp pin nó phù lên thì không bị ảnh hưởng nhiều tới máy. Rồi trước khi gắn nắp mình nhớ gắn cái phần ID vân tay. Đối với phần Android thì dễ hơn iOS. Tất cả những con ốc trên này đều bằng nhau nên mình không cần nhớ ốc nào hết, không như con ốc nào là được. Rồi, tiếp theo mình sẽ gắn nắp tre. Khi gắn mình sẽ để ý cái khớp, gắn từ trên xuống. Đối với máy này tháo thì rất lâu nhưng mà gắn thì rất nhanh. Rồi sau khi thay pin xong thì mình sẽ không còn cảm giác mà màn hình nó bị đẩy lên do pin phù. Rồi vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn các bước để thay pin trên điện thoại Huawei GR5 2017. Rồi nếu các bạn thấy hay, like, share, subscribe và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất trên điện thoại Vui TV. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.